Em chào các bác nhá. Đây, hàng của em về để trả nợ khách đây. Đây. Sato hoa Tết nhá các bác nhá. Duy nhất một mặt hoa này. Vàng lưỡi đỏ nhá. Hàng chuẩn hoa Tết luôn. Đây, cái hàng này nó là hàng Tết cho nên là giá nó có hơi dao động một chút nhá. Thì hôm nay em sẽ lên cái hàng nhiều ngồng hoa. Vì là theo cái em thấy là cái hàng nhiều ngồng hoa là các bác mua nhiều ấy. Cho nên là đợt này em về chủ yếu là hàng nhiều ngồng hoa này. 8 ngồng hoa là 600. 9 ngồng 650, 10 ngồng 720, 11 ngồng 800 nhá các bác nhá. Toàn bộ giá hàng thì đều chưa có phí ship nên là các bác vui lòng cộng thêm cho em 40.000 tiền ship. Lưu ý với mọi người này. Hàng em gửi đi cho các bác ấy ạ. 100% là hàng đang nụ như này nhá. Còn mặt hoa của nhà em thì bây giờ hiện tại ấy, nó chỉ có duy nhất một mặt hoa này thôi này. Màu vàng này, vàng mít lưỡi đỏ nhá. Màu này là màu đẹp nhất đấy ạ. Nhà em cháy hàng luôn đấy ạ. Đây, hôm nay về thêm được 500 cây mà giả nọ cho các bác này. Mọi người nhìn đơn của nhà em này. La liệt luôn nhá. Cái này là mọi người đủ biết là cái màu này nó hot như thế nào rồi. Mà cái dòng địa lan này thì nó rất là bền bông. Các bác sẽ chơi hoa nó kéo dài khoảng tầm 2 tháng rưỡi đến 3 tháng. Phụ thuộc vào cái thứ nhất là thời tiết. Thứ hai là vào cách mà mọi người chăm sóc nhá. Thời tiết thì như khí hậu miền Bắc nó đang lạnh ấy, thì hoa sẽ kéo dài khoảng 3 tháng. Còn ở trong miền Nam thì nó sẽ kéo dài tầm 2 tháng rưỡi nhá các bác nhá. Tầm 2 tháng rưỡi. Nắng nóng thì được 2 tháng rưỡi đây này. Mọi người nhìn này. Bông này là khi mà hàng nó về nhà em đây này. Nó nở lâu lắm rồi này. Mà nhìn cái cánh hoa của nó này. Vẫn còn tươi nguyên này nhá. Cái dòng này hoa nó rất là dày. Bông tròn dạng bông của nó hình tròn như kiểu là mắt cái chẻ mắt trâu ấy ạ. Đây. Cái này thì chiều cao một cây nó sẽ dao động khoảng tầm 1m đến 1m1 nhá. 1m1, 1m13. Cây này nó nặng lắm. Cây nặng phải tầm 5,5-6 cân. Mọi người cứ lưu ý cho em là các bác tuyệt đối đừng tưới nước vào hoa nhá. Mình chỉ tưới ở phần gốc thôi. Hàng 100% đang nụ này. Em xin phép báo giá lại một lần nữa nhá. Là 8 ngồng là 600, 9 ngồng 650, 10 ngồng 720 và 11 ngồng là 800 nhá. Và toàn bộ giá hàng bên nhà em chưa bao ship nên là các bác vui lòng cộng thêm cho em 40.000 tiền ship. Nếu mà bác nào mà lấy số lượng nhiều ấy ạ. Điều kiện là bác nào lấy số lượng nhiều thì em bên nhà em sẽ hỗ trợ ship cho các bác nhá. Đẹp chưa? Ngoài cái địa lan Sato này ra thì bên nhà em cũng cung cấp một số cái mặt hàng đai châu hoa Tết nhá. À đây này, em có một ít cái hàng đai châu đang thanh lý này. Đai châu hồng cánh sen nhá. Đây, hồng cánh sen này. Em đang thanh lý là 290.000 một cây đây. Hồng cánh sen này em bảo hành mặt hoa cho các bác nhá. Cái này em gọi nó là cái hồng cánh sen hoa muộn. Tầm này mới đang bắt đầu nó sưng nụ thôi. 290k một cây này. Một cây thì nó sẽ có khoảng tầm 4 cặp lá. Gọi là hàng thanh lý nhưng mà hàng của nhà em đẹp nhá. Hàng đẹp đây này. Chuẩn đẹp luôn. Lá xếp này. Cái này thì nó cũng không hẳn là lá mít đâu nhưng mà lá cũng tương đối là dày nhá. Không lướt. Lá không lướt đây, mọi người nhìn cho em cái bề mặt lá nhá. Hàng này bây giờ đang bắt đầu sưng nụ nhá. Cho nên em thanh lý nhanh cho các bác là 290.000 một cây. Bác nào mà có nhu cầu chơi cái hàng cây to này này, cây to khủng như này này, mà chuẩn mặt hoa như này nhá. Đây, em đang có một con hồng cánh sen này. Chuẩn mặt hoa con này 5 triệu này. Một mẹ và ba con. Mọi người nhìn cái màu hồng cánh sen của nhà em ưng chưa? Siêu đẹp luôn nhá, chứ không phải là cái màu trắng trắng hơi nhỏ nhỏ nhá. Đậm màu luôn. 5 triệu con này chốt nhanh nha các bác. Lá mít siêu mít luôn này. Tiếp theo thì em sẽ đi sang một số cái mặt hàng thân thòng nhá. Đây nó là cái lô đen dô xuân hàng đang nụ của nhà em này. Hàng 100% thân hoa nhá. Đây, em báo giá luôn 150.000 cho một cây. Rẻ chưa? Quá rẻ luôn, đây là một số mặt hoa của nó nhá. Đen dô xuân hoa sổ số. Hàng của nhà em đang nụ này, mọi người nhìn nụ này. Đấy, thân to mập nhá, tròn.
rất là tròn cây luôn. Đây mọi người nhìn cho em này, hàng 100% là thân hoa nhá. Cái dòng này thì thường thường nó sẽ xuống hết lá rồi nó mới ra hoa. Đó, yêu lắm, đẹp lắm luôn ạ. Đây này, mầm gốc đang lên này. Cái dòng đen rô này thì hoa nó ra quanh năm, cứ tầm 3 đến 4 tháng sẽ ra một đợt hoa nhá mọi người nhá. Nghĩa là ở nhà mọi người ạ, các bác chăm sóc kém nhất thì một năm sẽ cho các bác 2 đợt hoa, còn không thì phải một năm 3 đợt hoa nhá. Mọi người cứ tính trung bình cho em một cữ 3 tháng, cứ hết 3 tháng là lại ra một đợt hoa mới. Nghĩa là mọi người chơi hết đợt hoa này, ví dụ như cái khi bông hoa này tàn này, nó sẽ ra tiếp đợt hoa khác. Đây, mọi người nhìn nhá. Đây này, nụ này, nụ bên này nó ra này, thì cái bông này nó tàn. Mà cái dòng này nó siêu sai hoa nhá. Nó đẻ con cũng rất là sai. Nên về các bác cứ sang cho em một cái chậu to để nó đẻ con nhá. Gọi là mình nhân giống nhá. 150.000 nhá. 5 cánh trắng họng hồng này, 180.000 một thân nhá. Hàng 100% đang nụ đây. Mặt hoa của nó đây. Cái dòng này thì bông của nó siêu to, hàng siêu thơm nhá. Cái hàng này thì phải nói là nó rất là sai hoa, hoa gần như phun từ gốc đến ngọn cho em. Đây này mọi người nhìn cho em này, 100% hàng đang nụ, một chậu duy nhất một thân nhá các bác nhá, 180.000 một thân. Đây. Đó. Đây mọi người nhìn này, nụ đẩy lên rất là nhiều luôn nhá. Ôi. Siêu siêu đẹp luôn. Vì là những cái hàng này là nhà em trồng thường thường là không cho quá nhiều giá thể đâu. Nhà em chỉ cho một ít thôi. Vì cái này cho nhiều nó cũng không tốt nhá. Các bác cho độ vừa phải thôi, cái gì cũng phải vừa phải để cho cái phần rễ của nó có cái độ thoát nước nhá. Đây là về các bác chỉ cho thêm vào một chút thôi chứ không cần phải cho nhiều đâu nhá. Đó. 180k một thân thôi, quá là rẻ luôn. Cái hàng này mà đợt mà nó chưa có nụ, nó mới chỉ thân lá thôi ạ. Em đã bán rơi vào 250k một thân rồi. Cái đợt này là cái này là cái lô này là cái lô dọn vườn nhá các bác nhá, cho nên mới thanh lý nhanh cho các bác. 180k, mọi người mỗi người làm 1 đến 2 thân như thế này về là Tết các bác có một giò siêu hoa rồi nhá. Lan đại tướng quân hay còn gọi là chớp Mỹ nhá các bác nhá. Đây một chậu một thân như thế này em bán với giá là 230.000. Cái dòng này mặt hoa nó rất là lạ nhá. Cánh hoa của nó có hình tia chớp này. Chớp Mỹ này thì hoa rất là bền, bông rất là to nhá. Thời gian hoa của chớp Mỹ này nó sẽ kéo dài khoảng tầm 30 đến 40 ngày. Nó phụ thuộc vào cái khí hậu của mình nhá, phụ thuộc vào cái thời tiết của mình ạ. Hàng của nhà em nó là cái hàng đang nụ này. Đây. 100% hàng đang nụ nhá. Đó. Mà một thân của nó đây, em đo thực tế chiều dài một thân này, 2 này, 4 này, 6 này. Nó sẽ trên 60 cm nhá. Thân của nó sẽ dao động khoảng tầm 60 đến 65 cm một thân. Hàng cao to luôn, cho nên nó mới có cái tên gọi là đại tướng quân nhá các bác nhá. Đó. Mặt bông của nó rất là đẹp, rất là lạ mắt luôn. Đây nó là cái lô hoàng phi hạc đổi màu nhá. Đây một chậu này nó có giá là 200k, chưa bao gồm phí vận chuyển ạ. Các bác vui lòng cộng thêm cho em 40.000 tiền ship nữa nhá. Đây là mặt hoa của hoàng phi hạc đổi màu này. Cái dòng này thì nó rất là bền hoa, mọi người sẽ chơi hoa dao động khoảng tầm từ 30 đến 40 ngày cho em nhá. Đặc biệt là hoa rất là thơm. Đây. Cánh trắng này, họng vàng, mắt nâu nhá. Siêu nhiều thân luôn. Tầm này mầm gốc cũng đang bắt đầu nó đẩy lên rất là nhiều nhá. Cái hàng này về thì bây giờ mọi người cứ sang cho em một cái chậu sành hoặc là chậu gốm đều được nhá. Cái hàng này thì mọi người không cần phải tưới nhiều, khoảng tầm 2 ngày, 2 ngày các bác tưới cho em một lần nhá. Mà lưu ý chỉ tưới phần gốc cho em này, tránh tưới phần thân nhiều. Tưới thân nhiều là nó sẽ ra ki chứ nó không ra hoa nhá cả nhà nhá. Đây. Đây này mọi người để ý cho em này, mầm gốc này nó đang đẩy lên rất là nhiều luôn. Cái hoàng phi hạc này thì mùa hoa của nó sẽ dao động từ tháng 12 âm đến tháng 3 âm nhá. Trong cái khoảng thời gian từ tháng 12 đến tháng 3 âm. Đây, ngon ngật luôn. Xanh mướt luôn nhá, đây các bác nhìn này. Thân mập này, tròn thân nhá.
Đây, mầm gốc này. Mầm gốc nó đẩy lên rất là nhiều luôn. Đó. Cây nó rất là khỏe nhá. Em có cái lô đùi gà Lai Châu hoa tết nhá các nhá. Đây, hàng 100% là thân hoa. Tầm này cái hàng này của nhà em thì nó đang bắt đầu nó nảy nụ ra rồi nhá. 270k cho một chậu như thế này. Đây là mặt hoa của nó này. Đẹp chưa? Cái dòng này thì bông của nó tương đối là to nhá. Hoa của nó cũng rất là lạ. Cánh tím pha trắng, mắt đen nhá. Đó. Đây này, mọi người nhìn cho em này, hiện tại này đang bắt đầu nó nây nây cái đầu nụ lên như thế này rồi nhá. Đó. Phát triển cả mầm gốc này, mầm gốc đang lên rất là nhiều nhá. Chứng tỏ là cây của nó rất là khỏe luôn. Hàng này về bây giờ mọi người chỉ việc sang chậu cho em thôi. Gốm, sứ, gỗ đều trồng được hết. Giá thể trồng là bằng dớn, vỏ thông. Mọi người không cần phải cho quá nhiều giá thể nhá, cho vừa phải thôi. Đây này. Hàng 100% là thân hoa nhá các bác nhá. Siêu siêu đẹp luôn. Đây. Lá bóng nhẫy luôn nhá. Như bôi mỡ. Đây này. Các nhìn cho em này, nụ nhá. Một chậu nó chỉ mới chỉ có một vài thân là đang bắt đầu nó nhú nụ ra thôi, chứ không phải là 100% thân nào đã nhú hết nụ nhá các bác nhá. Mọi người lưu ý cho em cái phần đấy. 270k cho một chậu đùi gà. Đây, đùi gà tròn nhá cả nhà nhá, 270. Toàn bộ giá hàng này thì chưa có phí vận chuyển. Phí vận chuyển các bác cộng thêm cho em 40.000 nữa nhá.